Tối 7 tháng 8 năm 2023, mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh 4 ngư dân bị đánh giả mang trên tàu cá, khiến nhiều người xem phẫn nộ. Theo đó, có hai tài khoản Facebook cùng đăng tải clip dài 6 phút 8 giây kèm theo nội dung. Trong những người bị đánh kia, có một em làm cùng công ty với mình ở Minh Hòa, Kinh Môn. Chỉ vì miếng cơm manh áo mà em ấy đi làm ăn xa và làm cho một tàu cá và đã bị đánh đập giả mang. Vụ việc này mới xảy ra cách đây mấy hôm, mình đăng lên để mọi người được biết và chia sẻ video để cho pháp luật được biết và trừng trị những người xấu. Video clip ghi lại cảnh trên tàu có nhiều người. Trong đó có người thanh niên mặc áo màu xanh được mọi người xung quanh gọi tên là Mỹ, liên tục chửi bới và cầm cây đánh nhiều cái vào người mặc áo sọc, mặc cho người này van xin được tha. Ngoài ra, video clip cũng ghi lại cảnh một người được cho là tên Nhật tham gia đánh giả mang những ngư dân này. Khi được một người đến can ngăn thì người tên Nhật mới chịu dừng lại. Đăng tải kèm đoạn clip ghi lại cảnh 4 ngư dân bị đánh giả mang, cả hai tài khoản Facebook này cũng đăng tải hình ảnh được cho là tin nhắn cầu cứu và hình ảnh một trong 4 ngư dân bị đánh gửi cho người thân. Ngày 8 tháng 8, một lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin ban đầu về vụ việc, đồng thời cũng tiếp nhận thông tin có một ngư dân đã đến phòng khám trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để khám bệnh vào ngày 6 tháng 8. Vị lãnh đạo này nói thêm rằng thông tin ban đầu đã có, tuy nhiên vẫn đang cho xác minh cụ thể rồi thông tin cho báo chí sau.